Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đà Vinh, qua kết quả trả soát hộ kèo và cận kèo cuối năm 2022, tỉnh đã kéo giảm trên 4.800 hộ kèo theo chuẩn kèo đa chiều, trong đó có trên 3.200 hộ Khmer. Hiện toàn tỉnh còn trên 5.400 hộ kèo, chiếm 1,88% so với hộ dân cư. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội cho biết, để thực hiện đạt kết quả trên, trong năm 2022, Trà Vinh đã quy động tổng nguồn vốn trên 1.250 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo. Theo đó, hộ nghèo được tiếp cận nhiều chính sách như dây vốn tín dụng ưu đại phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, hộ nghèo còn được hỗ trợ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, xây dựng nhở. Năm 2022, từ nguồn quỹ an sinh xã hội, tỉnh giải ngân hơn 40 tỷ đồng xây dựng nhở cho gần 1.000 hộ nghèo. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong năm 2023, tỉnh Trà Vinh sẽ triển khai dự án tiểu dự án thành phần với tổng kinh phí trên 85 tỷ đồng, hỗ trợ người dân giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Trong đó bố trí trên 30,5 tỷ đồng thực hiện dự án đa dạng quá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, gần 16,7 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, bố trí trên 25 tỷ đồng cho hoạt động phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, bố trí trên 5,6 tỷ đồng cho công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin và dành trên 7 tỷ đồng nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình trà Vinh phấn đấu trong năm 2023 giảm thêm 0,5% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo người me giảm trên 1%.